Hey. Careful, it's going to fall. Đứng đây là sát bên kia góc tường. Chùa Thiên Mục, thiên là trời, mụ ở đây là bà mụ. Thiên mụ là bà mụ của trời Việt Nam. Tại vì sao mà ta nói như vậy? Tại vì rằng ở đây á, lúc trước thì chúa Thiên Hoàng lên đây nghe người dân nói rằng ở đây á, thường xuyên có bà mụ mang áo đồng tiền tăng xuất hiện ở đây vào lúc hiện nay. Nói với người Mesdames avec dans les beaux jours, dans les beaux jours, en ce temps. Par là-bas, le soleil qui se pousse derrière les montagnes avec des bases de royaux aux cieux. Derrière, c'est très joli. Et surtout, on était avec des bronzes de flamboyants. Et à percer au-dessus, c'est très joli. Thank you.